Võ thần Chúa Tể Chương năm 1631. khuất tài, nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều nhìn không được nhìn về phía diêm phách đại đế, ánh mắt kích động, đồng thời nhìn xem vạn cốt minh tổ ánh mắt cũng biến thành cực kỳ thuận mắt đứng lên. Loại lời này, trong lòng bọn họ cũng không phải là không có nghĩ qua, có thể một mực không dám nói, cũng liền vạn cốt minh tổ dám nói ra. Giờ này khắc này, đám người đối với vạn cốt minh tổ tiên phía trước đùa dẫn đại đế thì nữ tử đàn cô nương cũng tự hồ có thể hiểu dù sao giống vạn cốt minh tổ dạng này đích thực tính tình, say rượu làm ra động tác này đây không phải là chuyện đương nhiên sao. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Diêm Phách Đại Đế sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Cái này vạn cốt thật đúng là cái nào ấm không đề cập tới sách cái nào ấm. Những năm này, hắn kỳ thực một mực đang âm thầm tính toán trưởng khống hoàng tuyền hà, chỉ là một mực không cách nào trưởng khống mà thôi, nhưng hắn đem hoàng tuyền hà khai phóng cho người khác, vậy đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn tại Diêm Phách Đại Đế xem ra, kể từ U Minh Đại Đế sau khi rời đi, cái này Hoàng Tuyền Hà cũng đã là hắn tư nhân vật. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn về phía Diêm Phách Đại Đế, vạn cốt minh tổ hơi sững sờ, các ngươi đều nhìn tiểu Diêm Tử làm cái gì? Chẳng lẽ nói, bây giờ Hoàng Tuyền Hà đã bị tiểu Diêm Tử cho trưởng khống? Nói đến đây, vạn cốt minh tổ trên mặt lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu tới, khó trách tiểu Diêm Tử có thể đột phá Đại Đế cảnh giới, càng là nắm trong tay hoàng tuyền hà ngô nếu là như vậy quyển kia tổ tiên trước đề nghị ngược lại là đường đột cũng đúng tiểu diêm tử bây giờ ở tại đại đế hành cung tiến vào hoàng tuyền hà chính là cực kỳ sự tình đơn giản nhiều năm như vậy cảm ngộ phía dưới đem hắn trưởng khống cũng là nước chảy thành sông là bản tổ lúc trước không có hiểu rõ tình huống vạn cốt minh tổ lắc đầu nói tất nhiên hoàng tuyền hà đã bị tiểu diêm tử trưởng khống đó là thuộc về hắn tư nhân vật chúng ta dù chỉ là nghĩ cảm ngộ một chút trong đó đại đạo quy tắc cũng nhất thiết phải trải qua diêm tử đồng ý nói đến đây vạn cốt minh tổ một mặt cảm khái khó trách đại đế sau khi rời đi ta hoàng tuyền sơn từ đầu đến cuối chưa từng bị những cường giả khác công phá nguyên lai là tiểu diêm tử một mực yên lặng vô tư kính dân vì bọn ta che gió che mưa tiểu diêm tử ngươi khổ cực bản tổ mặc dù là ngươi trưởng bối nhưng hôm nay ở đây ta phải kính ngươi một ly vạn cốt minh tổ dứt lời lúc này cầm bầu rượu lên bỗng nhiên uống một hớp mặt mũi tràn đầy kích động trước mắt bao người diêm phách đại đế sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó nhìn lên lúc này như hắn còn không giảng giải vậy thật là có lý cũng nói không rõ vạn cốt kia hoàng tuyền hà chính là trước kia đại đế lưu lại chí bảo tại đại đế tin tức không có truyền về phía trước bản đế há lại dám dễ dàng tế luyện cảm ngộ ngươi không thể nói bậy Diêm phách đại đế liền trầm giọng nói, bản đế sở dĩ đột phá đại đế cảnh giới, đều dựa vào chính mình, mà cũng không phải là hoàng tuyền hà. a, à, không phải dựa vào hoàng tuyền hà. Vạn cốt minh tổ sững sờ, không khỏi nhìn về phía tại chỗ những người khác. Đám người cũng đều nhao nhao gật đầu. Cửu U Minh quân cười nói, vạn cốt huynh, diêm phách đại nhân đột phá đại đế ranh giới xác thực dựa vào là chính mình, mà cũng không phải là kia hoàng tuyền hà, Hoàng Tuyền Hà bây giờ vẫn là vật vô chủ, chỉ là vì ta Hoàng Tuyền Sơn Đại trận cung cấp sức mạnh mà thôi. Đúng vậy a, à, Hoàng Tuyền Hà chính là trước kia đại đế lưu lại chi vật, chúng ta ai dám dễ dàng tế luyện cảm ngộ, bác diện quỷ tổ cười gật đầu. Vậy các ngươi lúc trước nhìn Tiểu Diêm Tử làm cái gì? Vạn Cốt Minh tổ một mặt kinh ngạc, chợt dường như nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt bừng tỉnh đứng lên. À, ta hiểu được là bởi vì bây giờ hoàng tuyền hà từ tiểu diêm tử trong giữ, đại gia muốn cảm ngộ, đều cần đi qua tiểu diêm tử đồng ý đúng không? Ha ha ha! Nói đến đây, vạn cốt minh tổ lập tức cười ha hả, điểm ấy đại gia yên tâm, lấy tiểu diêm tử nhiệt tâm, chắc chắn sẽ không ngăn cản đại gia cảm ngộ hoàng tuyền hà, hắn cũng không có nhỏ mọn như vậy. Lại giả thuyết, tiểu diêm tử bây giờ đã là đại đế cường giả, hắn ngăn cản chư vị cảm ngộ hoàng tuyền hà, truyền đi chẳng phải là nói cho người khác biết, hắn không muốn để cho chư vị đột phá đại đế cảnh giới, nghĩ một người độc chiếm hoàn tuyền sơn sao. Các ngươi cảm thấy tiểu diêm tử lại là hạng người như vậy sao? Đám người nghe xong, trong nháy mắt đều không nói gì không nói, lời này bọn hắn cũng không dám tiếp. Chỉ thấy vạn cốt minh tổ say khước ông diêm phách đại đế bả vai, cười ha ha lấy đạo, tiểu diêm tử, bọn hắn cũng không hiểu rõ ngươi, ta là tối hiểu ngươi, ngươi tuyệt không phải loại kia lòng dạ nhỏ mọn ngươi huống chi lấy tu vi của ngươi thật khai phóng hoàng tuyền hà cảm ngộ nhất định là ngươi nhanh nhất trưởng khống hoàng tuyền hà nói không chừng ngươi có thể tại trưởng khống hoàng tuyền hà cơ hội nhất cử bước vào cảnh giới cao hơn trở thành minh giới mới tứ cực đại đế cũng không nhất định nói một chút vạn cốt minh tổ một mặt kích động lên cho đến lúc đó ta hoàng tuyền sơn có ngươi một vị như vậy đỉnh cấp đại đế lại thêm chúng ta mấy tôn đại đế chẳng những có thể giữ vững đại đế năm đó cơ nghiệp nói không chừng càng có thể để hoàng tuyền sơn hoán phát ra đệ nhị xuân, sừng sững ở toàn bộ minh giới chi đỉnh. Đến lúc đó, ta hoàng tuyền sơn chính là minh giới đệ nhất đại thế lực. Nói xong lời này sau đó, vạn cốt minh tổ hai tay giơ lên, nhường đám người phản phất đã thấy hoàng tuyền sơn đứng tại minh giới đỉnh hình ảnh. Phanh phanh phanh. Nhất thời, cửu u minh quân nhóm cường giả một trái tim tất cả đều phanh phanh nhảy lên. Bị vạn cốt minh tổ nói là nhiệt huyết sôi trào kia hoàng tuyền hà chính là đại đế năm đó đỉnh cấp chí bảo chân chính uy chấn minh giới bảo vật nếu bọn họ thật có thể đem hắn trưởng khống vạn cốt minh tổ nói tới hết thảy tuyệt không phải là ăn nói sung mà là chân chính có thể thực hiện tương lai đại đế trong lúc nhất thời hoàng tuyền sơn vô số cường giả tất cả đều gấp gáp nhìn về phía diêm phách đại đế ánh mắt lửa nóng tâm thần khuấy động cái này diêm phách đại đế mặt lộ vẻ mỉm cười nhưng trong lòng thì giận mắng không thôi cái tiểu cẩu vạn cốt này vừa lên tới liền cho mình ra một cái như vậy nang đề hắn là đáp ứng cũng không phải không đáp ứng cũng không phải hơn nữa bị vạn cốt như thế một ép buộc sau đó hắn là ngay cả cự tuyệt lý do cũng không có khi hoàng tuyền hà vốn chính là đại đế lưu lại chí bảo cũng không phải một mình hắn dựa vào cái gì không lấy ra cho đại gia cảm ngộ tế luyện đâu chư vị Do dự một chút sau đó, Diêm Phách Đại Đế liền vừa cười vừa nói, vạn cốt lúc trước nói lên đề nghị không tệ, bất quá kia hoàn tuyền hà dù sao cũng là trước kia Đại Đế lưu lại, chúng ta còn cần bạn bạc kỹ hơn, không thể tùy tiện làm việc. Ai, này cũng lúc nào, còn không có thể tùy tiện làm việc. Vạn cốt minh tổ trực tiếp cắt dứt Diêm Phách Đại Đế lời nói, chỉ tiết rèn sắt không thành thép đạo, tiểu Diêm tử A, điểm ấy ta liền muốn nói ngươi, ngươi nha ngươi, vẫn là quá bảo thủ rồi kia hoàng tuyền hà cũng không phải món gì nói ăn thì ăn đây chính là đại đế năm đó chí bảo đại gia nói là cảm ngộ tế luyện nhưng trên thực tế thật cảm ngộ đứng lên sợ là mười năm trăm năm đều chưa hẳn có thể có quá nhiều thu hoạch chuyện này muốn làm liền sớm làm vạn cốt minh tổ đi ra hướng về phía chúng nhân nói muốn ta nói chọn ngày không bằng đụng ngày tất nhiên quyết định muốn làm như thế chúng ta bây giờ liền đi nhìn một chút kia hoàng tuyền hà xem có biện pháp nào nhường mọi người tu vi đều tăng lên, lúc này mới là quan hệ đến ta hoàn tuyền sơn tương lai rất nhiều kỷ nguyên cơ nghiệp chỗ, chư vị nói ra. Hồng học Hồng học Kèm theo vạn cốt tiếng nói rơi xuống, phía dưới vô số cường giả hô hấp cũng là dồn dập lên. Cựu U Minh Quân, Cựu Phách Lão Ma, Minh Sa Bà, bác diện quỷ tổ nhóm cường giả, từng cái thở hỗn hển, trong mắt đều trừng trực, một mảnh đỏ bừng, trái tim cũng là phanh phanh nhảy loạn việc quan hệ bọn hắn có thể thành hay không đại đế bọn hắn có thể không khẩn trương sao vẫn là vạn cốt nói rất hay muốn đi bây giờ liền đi còn do dự cái gì mọi người khí tức phía dưới diêm phách đại đế trong lòng một mảnh âm trầm tiểu diêm tử ngươi còn có vấn đề gì không nhìn thấy diêm phách đại đế không biểu lộ thái độ vạn cốt minh tổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo ngươi có chuyện gì khó xử cứ nói chúng ta cũng không phải người không nói phải trái nhất định sẽ thông cảm ngươi lời vừa nói ra đem diêm phách đại đế vốn là muốn nói lời cứng rắn cho chen lấn trở về bởi vì diêm phách đại đế đã có thể phát giác được trong ánh mắt mọi người hồ nghi chính mình nếu lại ngăn cản xuống chắc chắn đối với mình tại hoàng tuyền sơn lòng người căng cơ sinh ra ảnh hưởng to lớn cái kia cửu u minh quân bọn hắn cũng không phải đứa đần trong lòng chắc chắn nghĩ lời đều nói đến mức này tại sao mình còn không cho bọn hắn đi hoàng tuyền hà nghĩ tới đây diêm phách đại đế chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ tất nhiên vạn cốt ngươi cũng nói như vậy vậy ta còn có cái gì tốt nói bất quá hoàng tuyền hà dù sao can hệ trọng đại không phải dễ dàng liền có thể vào cái này cũng không thể tất cả mọi người ở đây đều cùng nhau đi tới a à? toàn bộ đại điện cường giả như mây, chỉ cần là tại hoàng tuyền sơn có thân phận có địa vị hiện tại cũng ở đây nhân số xác thực nhiều một chút cái này đơn giản Vạn cốt minh tổ tùy ý nói, liền để cho tại chỗ đạt đến chuẩn đế cảnh giới người đi qua thử cảm ngộ một chút, dù sao ta hoàng tuyền sơn có thể thêm ra một tôn đại đế mới có thể ảnh hưởng thế cục, đến nỗi những người khác liền các loại. Không tệ. Cựu U Minh quân bọn người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn những thứ này hao phí vô số năm tháng, vẫn còn kẹt tại chuẩn đế tranh giới cường giả, mới là cần có nhất cảm ngộ hoàng tuyền hà lực. Nếu như thế, vậy đi thôi việc đã đến nước này, Diêm Phách Đại Đế tự nhiên lại không lý do cự tuyệt. Lúc này, dưới sự hướng dẫn của hắn một đoàn người trực tiếp đi tới hành cung chỗ sâu, hướng về Hoàng Tuyền Sơn nội bộ Hoàng Tuyền Hà Mà đi. Bay lượng bên trong, Diêm Phách Đại Đế đi ở trước nhất, ánh mắt âm trầm vô cùng. Cái này vạn cốt vừa về đến liền làm ra tới này một lần, đến tột cùng là cái mục đích gì? Là vì để cho mình có cơ hội đột phá Đại Đế cảnh giới, vẫn là có khác mục đích khác mà ở trong lòng của hắn suy tư thời điểm, vạn cốt trong đám người. Nhưng là vùng trọng hướng hỗn động thế giới bên trong đám người truyền âm, hắc hắc, trần thiếu, thuộc hạ vừa rồi làm rất tốt a à? Không tệ, để cho ngươi đi theo u minh, thật khuất tài. Tần trần gật đầu một cái cảm khái nói. Bên cạnh hắn, thủy mị đại đế bọn người còn thân ở lúc trước vạn cốt diễn thuyết bên trong, một mặt ngốc trệ, không cách nào tự kềm chế không thể không nói lúc trước vạn cốt minh tổ cái kia cảm xúc điều động căn bản không lại nói không hổ là đem diêm phách đại đế đều nói á khẩu không trả lời được trần thiếu ngài nhường thuộc hạ vội vã đi tới hoàng tuyền hà đến tột cùng cái mục đích gì a à? thuộc hạ lát nữa sau khi tới cũng tốt chuẩn bị một chút vạn cốt minh tổ lại vội vàng hỏi thăm tần trần mỉm cười không có gì định tới cái bắt rùa trong hủ dù sao chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian lãng phí bắt rùa trong hũ trong lòng mọi người nhao nhao khẽ động bạn đang nghe truyện tại tán tu chúc bạn nghe truyện vui vẻ